Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay thứ tư, 8 tháng 7 gồm: Vinh danh 30 tập thể, 80 cá nhân phụ nữ điển hình thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Khó quản lý các phương tiện vỏ lãi trên địa bàn. Thành phố Bà Rịa đặt mục tiêu vô địch tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp truyền hình BRT 2020. Trong phần tin thế giới, Mỹ ghi nhận hơn 60.000 ca mắc mới COVID-19 trong một ngày, mức cao kỷ lục. Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận virus SARS-CoV-2 lây nhiễm qua không khí. Mỹ ủng hộ mạnh mẽ hợp tác liên triều. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay 8 tháng 7 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực ASEAN. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng ASEAN Cộng Việt Nam chủ trì hội nghị. Dưới sự chủ trì của đoàn Việt Nam, hội nghị trực tuyến chính sách an ninh diễn đàn khu vực ASEAN đã chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới, khu vực và vai trò của hợp tác phòng chống trong COVID-19 và hậu COVID-19, nâng cao vai trò của hợp tác kinh quốc phòng quân sự trong diễn đàn khu vực ASEAN ARF, cũng như sự kết nối mạnh mẽ hơn nữa giữa ARF và ADMM cộng. ARF là cơ chế do kênh ngoại giao chủ trì, chú trọng vào xây dựng lòng tin và ngoại giao phòng ngừa. Kể từ khi được thành lập vào năm 2004, Hội nghị Chính sách An ninh ARF đã mở ra kênh đối thoại trao đổi mới giữa các quan chức quốc phòng, nhà ngoại giao và các chuyên gia nghiên cứu quân sự. Các mục tiêu chính của hội nghị này là đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp xây dựng lòng tin trong giới quân sự khuôn khổ ARF và sự tham gia của các quan chức quốc phòng ARF, mở các kênh đối thoại và trao đổi mới giữa các quan chức quốc phòng, nhà ngoại giao và các chuyên gia nghiên cứu quân sự, tăng cường sự tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa các quan chức quốc phòng và tiếp tục thúc đẩy và chứng minh vai trò của ARF và nâng cao vị thế của diễn đàn này. Tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với mặt trận các tỉnh, thành phố năm 2020, báo cáo kết quả giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Dù hội nghị có bà Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận Trung ương. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp và các tổ chức thành viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặc biệt là chủ động, quyết liệt, sáng tạo, vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19. Sau khi dịch được kiểm soát, công tác giám sát thực hiện gói hỗ trợ an sinh đã được triển khai đồng bộ tại các cấp mặt trận. Tuy nhiên, triển khai gói hỗ trợ thực hiện trong thời gian ngắn, đối tượng thụ hưởng rộng nên vẫn còn lúng túng, chủ yếu rà soát bằng phương pháp thủ công nên mất thời gian và độ chính xác chưa cao. Một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mục đích ý nghĩa từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ nên còn đòi hỏi gây áp lực với cán bộ trực tiếp ở cơ sở. Tại hội nghị trực tuyến với mặt trận các tỉnh, thành phố năm 2020, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị mặt trận các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành đã có buổi tiếp ông Sảnh Phết Hun Bun Nhung, tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Lào tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm vào sáng nay 8 tháng 7. Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh cho biết trong năm qua, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đón 4 đoàn đại biểu Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh. Đồng thời tỉnh cũng tổ chức một đoàn công tác xúc tiến hợp tác đầu tư thương mại du lịch tại Lào. Tiếp tân đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ký thỏa thuận sơ bộ về quan hệ hợp tác phát triển du lịch với Sở Thông tin Văn hóa và Du lịch tỉnh Luang Prabang Lào. Từ năm 2007 đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đóng góp 30% vốn trị giá khoảng 500 tỷ đồng đầu tư dự án trồng cây cao su tại huyện Pase, tỉnh Champasak với sản lượng khai thác đạt 15.000 tấn một năm. Ngoài ra, tỉnh cũng cấp học bổng toàn phần cho 3 sinh viên Lào đang học tập tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới, Lào tiếp tục tạo điều kiện để Bà Rịa Vũng Tàu đầu tư các dự án về giáo dục, văn hóa, thương mại và du lịch, góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa hai nước, giữa Bà Rịa Vũng Tàu với các địa phương của Lào. Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Sảng Phết Hun Bun Nhung cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh và khẳng định mối quan hệ Việt Nam-Lào được xây đắp trên nền tảng hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt. Tân đại sứ bày tỏ mong muốn hai nước Việt-Lào, Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh của Lào sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác, đặc biệt ở các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch.
110 tập thể cá nhân phụ nữ điển hình vừa được vinh danh tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 diễn ra vào sáng nay 8 tháng 7. Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ban ngành, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khen tặng 30 tập thể, 80 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã khen tặng 30 tập thể, 80 cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Chúc mừng các tập thể cá nhân được biểu dương tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các phong trào thi đua trong thời gian tới phải cụ thể, thiết thực, gắn với thực tế công tác, điều kiện lao động, học tập và cuộc sống của chị em phụ nữ, xây dựng và nhân rộng các gương điển hình, các mô hình thi đua hiệu quả. Công tác thi đua phải gắn với công việc thường xuyên hàng ngày, phù hợp với đặc điểm lao động, học tập, cuộc sống và hoạt động xã hội của từng bộ phận phụ nữ, xây dựng những mô hình và đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển phong trào phụ nữ cơ sở. Các cấp hội cần cụ thể hóa các hoạt động gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và các địa phương đơn vị, sâu sát và nắm chắc tình hình thực tiễn, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của phụ nữ, tạo điều kiện cho chị em phát huy cao nhất năng lực xây dựng gia đình hạnh phúc và đóng góp cho xã hội. Trong giai đoạn 2015-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua. Nổi bật là các phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, phong trào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới và Bà Rịa Vũng Tàu chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, xây dựng gia đình 503 sạch. Từ các cuộc vận động, phong trào này đã có hơn 42.500 lượt hội viên phụ nữ được hỗ trợ hơn 83 tỷ đồng để phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm ổn định cho hơn 10.000 hội viên, trao tặng hơn 83 tấn gạo cho hội viên phụ nữ nghèo, 100% hội phụ nữ các cấp tham gia dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa trên hơn 200 km tuyến đường phụ nữ tự quản. Dịp này, Hội Phụ nữ tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025. Thưa quý vị, sáng nay 8 tháng 7, Đại hội Đảng bộ huyện Châu Đức lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc phiên trù bị với sự tham dự của 235 đại biểu, đại diện cho trí tuệ của trên 3.400 đảng viên trong toàn đảng bộ. Ông Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự đại hội. Tại phiên trù bị, đại hội đã quán triệt nội dung chỉ thị số 35 ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng, quy chế bầu cử trong đảng, bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký 3 và ban thẩm tra tư cách đại biểu. Tiếp đó, các đại biểu đã thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc và nội quy đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 7 và dự thảo các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của đảng. Đại hội sẽ khai mạc phiên chính thức vào ngày mai 9 tháng 7 và bế mạc vào ngày 10 tháng 7. Thưa quý vị, bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Côn Đảo lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, 5 năm qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Côn Đảo đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở tất cả các cấp học, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với thành tựu chung về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Côn Đảo cũng đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Cơ sở vật chất các trường học tiếp tục được đầu tư sửa chữa, đảm bảo 100% trường giữ vững tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Huyện lĩnh vực giáo dục đào tạo trong nhiệm kỳ vừa qua, có thể nói là cái điều đầu tiên là đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục đào tạo của huyện là tăng rất mạnh. Thế là về cơ trường lớp đáp ứng được cái tốc độ và cái yêu cầu tăng dân số cơ học cũng như phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Cái triển khai ứng dụng cái công nghệ thông tin trong giảng dạy đáp ứng cái yêu cầu đổi mới của giáo dục. Theo luật giáo dục mới thì chúng tôi cũng đã về cấp mầm non là đến tháng 9 này cũng đã hoàn thành 100%.
là giáo viên mầm non là có trình độ từ cao đẳng trở lên. Chất lượng của giáo dục nhìn chung là tiến bộ ở tất cả các mặt, trong đó là có bộ môn tiếng Anh là một trong những bộ môn mà lãnh đạo địa phương cũng như tỉnh ủy, ủy ban tỉnh rất quan tâm để đào tạo làm sao có chất lượng để đáp ứng cái nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch cho địa phương trong giai đoạn tới. Ở cấp học mầm non, huyện đã đầu tư 26 tỷ đồng để mở rộng trường, xây dựng các phòng chức năng cho hai trường mầm non, tạo điều kiện để các trường triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua sáng tạo trong giáo dục, chăm sóc trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ đạt và vượt chỉ tiêu được giao, trẻ khỏe mạnh tăng, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi hàng năm đều giảm xuống dưới mức 4%. Huyện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để tạo nguồn lực chăm sóc trẻ và chi trả lương cho giáo viên hợp đồng. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là bây giờ là chơi mà học, và học là phải bằng chơi. Và tất cả các cái kế hoạch, những cái nội dung để mà hoạt động nó đều mang tính mở. Và trẻ nó không có nhàm chán, rất là hứng thú, và trẻ nó tiếp thu một cách rất là nhẹ nhàng. Còn đối với giáo viên thì đã sáng tạo và đổi mới trong cái công tác giảng dạy linh hoạt, và các cháu thì được trải nghiệm tất cả các cái hoạt động trong ngày. Cũng với kinh phí 26 tỷ đồng, huyện Côn Đảo đã đầu tư dự án xây phòng chức năng trường tiểu học Cao Văn Ngọc. Đến nay, 100% học sinh Côn Đảo được học tiếng Anh, học 2 buổi một ngày. 100% học sinh khối 3, 4, 5 học tin học. Trên 98% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. 5 năm qua, huyện có 14 giáo viên tiểu học đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, 21 chiến sĩ thi đua cơ sở, 8 sáng kiến được tỉnh khen thưởng. Là được sự quan tâm của các cấp các ngành. Cái thứ hai là được các thầy các cô giáo trong nhà trường, là thầy cô giáo có chuyên môn rồi có cái trình độ chuẩn, và đặc biệt là trong nhà trường thì các thầy các cô là luôn nêu cao cái tinh thần là gương mẫu, cái trách nhiệm với công việc. Lớp học thì năm nay cũng được quan tâm, đó là sắm cho nhà trường 6 cái lớp học tương tác, thì các cháu được hiểu biết thêm được nhiều cái. Chất lượng giáo dục trung học cơ sở tại Côn Đảo cũng ngày càng phát triển. Hiện nay hơn 60% giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng giáo án điện tử, đổi mới phương pháp giảng dạy. 100% giáo viên đạt chuẩn, tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt, học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp trung học cơ sở hàng năm đạt trên 97%. Điểm nhấn về giáo dục đào tạo trên địa bàn huyện Côn Đảo trong nhiệm kỳ qua phải kể đến việc hoàn thiện cơ sở vật chất các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông. Nhất là sau khi dự án xây dựng trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm học 2018-2019. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và một phần nguồn ngân sách của tỉnh. Học sinh trung học phổ thông tại huyện Côn Đảo được giáo dục đào tạo toàn diện, không chỉ dạy chữ mà còn dạy người, chú trọng phát triển nhân cách cho học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh trung học phổ thông có hạnh kiểm khá tốt hàng năm đều đạt trên 90%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông trên 90%, tỷ lệ học sinh đậu đại học cao đẳng trên 70%. Thì bản thân tôi cũng như là một số giáo viên trong trường thì cũng đã mạnh dạn thay đổi cái phương pháp dạy học của mình. Ví dụ như là tạo cái bài học theo nhóm, dạy học theo nhóm. Thứ hai là vấn đáp học sinh theo cái hướng là tìm tòi. Và đặc biệt trong đó là cái hỗ trợ đắc lực, đó là cái phần công nghệ thông tin. Dạy học bằng hình ảnh, bằng các clip. Rồi là trao đổi, thảo luận và cho học sinh phản biện theo nhóm. Cũng như là học sinh từ được đứng nói lên cái ý kiến của mình, hoặc là thông qua các hoạt động ngoài khóa, thì sẽ làm cho cái việc dạy học môn văn nó sẽ đi vào cái tâm thức của học trò nhiều hơn. Ngoài chương trình giáo dục khung, 5 năm qua, ngành giáo dục huyện Côn Đảo đẩy mạnh tổ chức các cuộc thi, buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống hàng ngày. Cùng với đó, công tác hướng nghiệp cho học sinh cũng được ngành giáo dục quan tâm. Cái việc định hướng nghề nghiệp cuối cấp rất là quan trọng, thì thông qua những cái buổi hướng nghiệp như thế này thì có ý nghĩa rất là đặc biệt, khi giúp tụi con có những cái định hướng cho cái nghề nghiệp tương lai, không những là phù hợp với cái khả năng của bản thân mà ngoài ra còn có phù hợp với cái nhu cầu của xã hội, đặc biệt là đối với nhu cầu của huyện Côn Đảo và cái năng lực kinh tế của gia đình bản thân mình.
nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Côn Đảo khóa 10 đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng mạng lưới trường học đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ phẩm chất, năng lực nghề nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, qua đó góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng được yêu cầu phát triển của huyện trong tương lai. Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sáng nay, đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Thành Thống làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đầu tư 10 dự án đê kè biển với tổng chiều dài khoảng 29 km, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành, 1 dự án đang triển khai đầu tư và 5 dự án đang lập thủ tục đầu tư. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 khu neo đậu tránh trú bão, trong đó 4 khu đã hoàn thành với khả năng tránh trú bão cho hơn 3.500 tàu thuyền. Tại buổi làm việc với đoàn công tác Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trình bày những khó khăn vướng mắc trong việc thực thi luật phòng chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành như chính sách hỗ trợ cho người làm công tác thiên tai vướng luật lao động khi khống chế mức tối đa 300 giờ một năm. Một số quy định về việc thu trích nộp quỹ phòng chống thiên tai chưa có sự thống nhất, phối hợp giữa các cơ quan liên quan. Tỉnh cũng đề nghị Trung ương sớm bố trí vốn đầu tư cho khu tránh bão cho tàu cá tại cửa lấp. Đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành về phòng chống thiên tai của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Thành Thống và đoàn kiểm tra Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị tỉnh tăng cường theo dõi, dự báo tình hình thiên tai, có biện pháp xử lý hạn mặn nhằm giảm thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, vỏ lãi, một loại phương tiện thủy nội địa nhỏ có tốc độ lưu thông khá cao, được sử dụng phổ biến trên các luồng sông thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ở trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nhưng đến hiện tại, việc quản lý các phương tiện này vẫn không thực hiện được. Vướng mắc lớn nhất là các phương tiện này không đủ tiêu chuẩn để đăng kiểm, từ đó cũng không thể đăng ký. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quản lý xử phạt các phương tiện này rất khó khăn. Hiện tại chưa có thống kê chính xác về số lượng phương tiện vỏ lãi đang hoạt động trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua thực tế tuần tra, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy ước có khoảng 250 phương tiện vỏ lãi hoạt động trên các tuyến đường thủy tại thị xã Phú Mỹ và thành phố Vũng Tàu. Chủ yếu dùng để chở người và vận chuyển thức ăn, nhu yếu phẩm từ bờ ra các bè nuôi thủy sản. Từ lâu, việc đưa loại phương tiện này vào quản lý đã được ngành chức năng đặt ra. Song cho đến nay, công tác này hầu như vẫn dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân là do các phương tiện vỏ lãi đều được lắp ráp từ nhiều vật liệu có nguồn gốc xuất xứ khác nhau, dẫn đến không có giấy tờ hồ sơ đáp ứng được yêu cầu đăng kiểm. Mua ở dưới Cà Mau, mình muốn đặt máy vỏ thì bán máy vỏ, còn mua vỏ không thì mua vỏ không. Hổm mua như là 82 triệu. Thì đó về chung là nông dân làm rồi mua về chứ chưa đăng ký nữa. Mua giấy tay ở dưới chuyển lên vậy thôi à. Cái máy thì chưa đăng ký, có vỏ nó bán mình có giấy tờ vỏ. Cái máy thì tại vì lắp ráp tùm lum la, như ông thợ này ông làm cần kia mua cái máy, mình thích mua máy. Ở đó thì cái mắc quá mua không nổi thì mình mua chỗ khác mình gắn vô. Khác với phương tiện đường bộ đăng ký trước rồi đăng kiểm sau, còn trên đường thủy, các phương tiện thủy phải đăng kiểm trước rồi mới được đăng ký. Do vậy, không có đăng kiểm cũng đồng nghĩa với việc không có đăng ký. Nếu kiên quyết xử lý thì với hàng trăm phương tiện sai phạm, vấn đề bến bãi tạm giữ phương tiện cũng là một vấn đề lớn. Khi anh không có giấy đăng ký đăng kiểm thì buộc phải tạm giữ phương tiện. Mà nếu tạm giữ phương tiện thì buộc phải có nơi tạm giữ phương tiện. Mà hiện nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đường thủy nội địa không có nơi tạm giữ phương tiện để đảm bảo thực hiện quyết định xử phạt. Không chỉ phương tiện không có giấy tờ đăng ký, đăng kiểm mà người lái phương tiện này cũng không hề có bằng cấp, chứng chỉ điều khiển phương tiện lưu thông trên luồng thủy nội địa. Trong khi đó, vận tốc của phương tiện này có thể đạt từ 30 đến 60 km một giờ, tương đương với cano. Anh có chứng chỉ lái phương tiện chưa? Chưa chị. Chưa luôn, chưa mà dám điều khiển phương tiện luôn. Này em dân dân miền Tây mà, em dây nó quê không ạ? Qua sông qua ấy thôi, có chạy đâu đường xa chứ. Đây đâu phải mình em đâu, nhóc đâu phải mình em.
đây một chục người có cái ai mà có bằng lái này em mới sợ. Nói thiệt, em nhỏ nó còn chạy được mà. Em vẫn chưa có bằng cấp để lái này, nghe em chỉ biết lái thôi. Em lái lâu chưa? Em mới lái đây à. Ai dạy mình? Như là mấy người mà làm trước á, thì họ chỉ cho mình. Như là chỉ khoảng tầm một lần là mình biết rồi. Quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã vận động được một số người dân đi học chứng chỉ điều khiển phương tiện, nhắc nhở các chủ phương tiện bổ sung các giấy tờ đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh thống nhất với các sở ngành tham mưu cho tỉnh phương án đăng kiểm các loại phương tiện này. Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin. Nhằm xây dựng hình ảnh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năng động, phát triển, thân thiện, văn minh, xứng tầm là tỉnh trọng điểm trong động lực phát triển phía Nam. Song song đó, quảng bá giới thiệu nhiều hơn về Bà Rịa Vũng Tàu đến các nước trong khu vực và trên thế giới. Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch thực hiện đề án truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025. Sở Thông tin và Truyền thông vừa chủ trì cuộc họp lấy ý kiến về kế hoạch này, cùng tham dự có lãnh đạo các sở ngành và địa phương. Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2020-2025 được chia ra hai giai đoạn, từ 2020 đến năm 2022 và từ năm 2023 đến năm 2025. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm nâng cao trách nhiệm của các cấp ngành và nhân dân đối với truyền thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng hệ thống nhận diện của tỉnh, truyền thông quảng bá các sản phẩm, tiềm năng thế mạnh của Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng đô thị mang đặc trưng đô thị du lịch cảng biển, thành lập vườn ươm khởi nghiệp du lịch và nông nghiệp. Cho ý kiến về kế hoạch, đại diện các sở ngành địa phương đề nghị nhấn mạnh hơn nữa vai trò của các địa phương, xác định rõ đối tượng cần quảng bá cũng như cách thực hiện quảng bá hiệu quả. Bên cạnh đó, các sở ngành địa phương cần xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể từ nay đến năm 2025, từ đó xác định chi phí thực hiện. Các đại biểu cũng đề nghị rà soát lại các chương trình đề án có gắn với công tác truyền thông để lồng ghép, tránh lãng phí nguồn lực thời gian. Thưa quý vị, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Bà Rịa năm 2020 chào mừng đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 6, đồng thời tuyển chọn vận động viên tham dự giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp truyền hình BRT năm 2020 đã chính thức khép lại sáng nay 8 tháng 7 với đầy sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính. Trải qua hơn một tuần thi đấu sôi nổi với 18 trận đấu ở cả hai lứa tuổi U11 và U13, đã có 108 bàn thắng được ghi tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Bà Rịa năm 2020, trung bình 6 bàn một trận. Điều này cho thấy mức độ kịch tính, hấp dẫn của giải đấu. Trong trận chung kết diễn ra sáng nay, đội U13 phường Phước Nguyên đã đánh bại U13 phường Phước Trung với tỷ số 3-2 để giành ngôi quán quân. Trước đó, đội U11 phường Phước Hiệp đăng quang ở lứa tuổi U11. Con rất vui khi được đã giúp được cho đội bóng phường Phước Nguyên vô địch tại vòng loại của thành phố Bà Rịa. Mục tiêu của con sẽ là cùng với lại đội tuyển Bà Rịa sẽ giành chức vô địch của cúp truyền hình BRT. Ở thành phố Bà Rịa thì chúng tôi cũng đang chuẩn bị một tinh thần cũng rất là cao, tập trung cho cái giải BRT của năm 2020 do đài truyền hình thành phố của tỉnh Bà Rịa chúng ta tổ chức. Thì năm nay thì chúng tôi cũng ráng cố gắng phấn đấu. Tại vì năm ngoái mình đã đạt giải nhì rồi thì năm nay cái mục tiêu đặt ra sẽ hướng đến cái chức vô địch. Các đội giành thứ hạng nhất nhì và đồng hạng ba tại giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Bà Rịa 2020 sẽ được thành phố vinh danh và trao thưởng ở buổi lễ tổng kết sẽ được tổ chức vài ngày tiếp theo. Ngay sau đó, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố sẽ tuyển chọn các cầu thủ xuất sắc để luyện tập chuẩn bị cho giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp truyền hình BRT năm 2020 diễn ra vào đầu tháng 8 tới tại sân vận động Bà Rịa. Quý vị vừa theo dõi những thông tin trong tỉnh và trong nước, tiếp tục chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Mỹ tiếp tục ghi nhận những kỷ lục đáng buồn mới trong cuộc chiến đối phó với đại dịch COVID-19 khi có thêm tới 60.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Bất chấp số ca nhiễm tăng mạnh, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định nước Mỹ đang trong trạng thái tốt và ông sẽ gây sức ép để buộc các trường học mở cửa trở lại. Trong 24 giờ qua, Mỹ đã có thêm hơn 60.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này vượt con số 3 triệu người, trong đó đã có hơn 133.000 người tử vong.
dù liên tục chứng kiến số ca mắc mới cao kỷ lục, đặc biệt ở các bang dỡ bỏ các hạn chế. Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định sẽ gây sức ép để thống đốc các bang sớm mở cửa lại trường học. Theo số liệu thống kê của trang worldometer.info, đến 16 giờ chiều nay, 8 tháng 7, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu gần đạt mốc 12 triệu người, trong đó có gần 550.000 trường hợp tử vong. Cũng tại châu Mỹ Latin, Tổng thống Brazil vừa xác nhận mình đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Đây là lần thứ tư ông Jair Bolsonaro tiến hành xét nghiệm COVID-19 sau khi có những triệu chứng phát bệnh. Dù đã dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nhưng trước đó Tổng thống Brazil, ông Jair Bolsonaro, đã nhiều lần hạ thấp nguy cơ do dịch COVID-19, đồng thời hối thúc chính quyền các địa phương nới lỏng lệnh phong tỏa mà ông cho là đang ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Brazil. Hiện quốc gia Mỹ Latin ghi nhận hơn 1,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 65.000 người đã tử vong. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới vừa chính thức xác nhận khả năng virus SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua không khí, thay vì chỉ là những giọt bắn lớn như tuyên bố trước đó. Thừa nhận này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới nhận được thư ngỏ của gần 240 nhà khoa học quốc tế khuyến nghị và kêu gọi tổ chức này điều chỉnh cách thức phòng chống dịch COVID-19. Trong thư ngỏ gửi Tổ chức Y tế Thế giới WHO, các nhà khoa học cho rằng những bằng chứng hiện nay đều cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể lây lan qua các hạt có kích thước vô cùng nhỏ, tồn tại trong không khí, thuộc không gian kín, và giờ WHO phải công nhận điều này. Chúng tôi thừa nhận có nhiều bằng chứng nổi lên cho thấy virus SARS-CoV-2 lây nhiễm qua không khí. WHO luôn sẵn sàng tiếp thu cái mới để hiểu rõ hơn về cách thức lây truyền của virus cũng như cải thiện cách thức để phòng chống dịch hiệu quả hơn. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, Mỹ ủng hộ mạnh mẽ hợp tác giữa hai miền Triều Tiên, khẳng định đây là thành phần quan trọng trong việc tạo ra một môi trường ổn định hơn trên bán đảo Triều Tiên. Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun, vừa đưa ra trong cuộc gặp với giới chức Hàn Quốc tại thủ đô Seoul. Phát biểu sau cuộc gặp với đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, ông Lee Do-hun, Thứ trưởng Ngoại giao kiêm đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên, ông Stephen Biegun khẳng định Mỹ sẽ hoàn toàn ủng hộ chính phủ Hàn Quốc tiến tới các mục tiêu hợp tác liên triều với Triều Tiên. Còn trong cuộc gặp riêng rẽ với người đồng cấp nước chủ nhà Choi Soon-sil, ông Biegun đã tái khẳng định cam kết cứng rắn của Mỹ trong việc bảo vệ Hàn Quốc, nhấn mạnh Washington sẽ can dự đầy đủ với các nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 8 tháng 7, mưa ở khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không còn xuất hiện nhiều nơi, nhưng tập trung ở một số khu vực. Chiều và đêm nay, do tác động của những đám mây đối lưu phát triển mạnh, nên khu vực thuộc phía đông của tỉnh và huyện Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong cơn dông có nguy cơ xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh. Ngày mai trời nắng, khu vực phía bắc của tỉnh cường độ nắng mạnh và xuất hiện cảm giác oi bức. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, có nơi cao hơn 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 96%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông, cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Ngày mai trời nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 độ, nhiệt độ cao nhất 31 độ, độ ẩm tương đối 84%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông còn có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên biển, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tại Vũng Tàu, ngày 9 tháng 7 năm 2020, mực nước cao nhất 360 cm xuất hiện lúc 14 giờ 30 phút, thấp nhất 60 cm xuất hiện lúc 22 giờ.
Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.